Xin chào các bạn. Đây là một chiếc chân máy ảnh máy quay giá rẻ. Các bạn thấy đây. Nó lỏng lẻo như răng bà lão luôn. Lung lay kinh khủng. Với cái chân giá rẻ này thì các bạn có thể là chụp ảnh tĩnh hoặc là quay tĩnh thì cũng được, nhưng mà với điều kiện là quay bằng điện thoại hoặc là các máy quay nhỏ nhẹ thôi, còn các cái máy quay lớn nặng thì không được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chân máy quay máy ảnh, một cái tripod mới mà mình thấy là nó rất đáng đồng tiền bát gạo các bạn ạ. Đây là một con tripod và cái mã của nó là QD98 của cái hãng Beike gì đấy hay là Beiki gì đấy, đấy Beike đó. Và cái giá của con này mình mua nó rơi vào khoảng dưới 1 triệu, dưới 1 triệu. Và chúng ta sẽ cùng xem con này nó có những cái gì các bạn nhé. Đây, một cái hộp của nó khá đẹp luôn nhá. Một cái túi, cái này mình rất thích nếu như mà chúng ta mang đi khoác vào vai. Cực kỳ tiện lợi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mở ra. Bên trong của nó thì có những gì? Một quyển hướng dẫn sử dụng này và có các cái này là cái lục giác để chúng ta vặn ốc này. Ok, một cái túi này để làm gì đây? Có lỗ liếc. Ok, tí này tí nữa mình sẽ nói. Rồi, bây giờ đến nhân vật chính của chúng ta. Đấy, hết rồi đấy. Mã này là mã QD98 của cái hãng Beike. Đây, đây chính là cái tripod của chúng ta đây, các bạn nhìn thấy không? Cái tripod này hay là cái chân máy quay máy ảnh này là một cái chân mà hoàn toàn bằng kim loại các bạn nhé. Nó sẽ có 3 chân, các bạn chỉ cần bẻ nó ra đây. Đấy, một chân, hai chân, ba chân, giống như đúng các anh nào là có đủ ba chân, nhưng mỗi đội ba chân này nó bằng nhau. Và khi mà các bạn cần khóa chân thì ở đây nó sẽ có một cái chốt này. Đấy, khóa cái góc độ nào thì các bạn điều chỉnh, sau đó chúng ta nhấn cái chốt này vào là nó sẽ khóa đó, nó sẽ không bị choãi nữa. Còn nếu các bạn muốn choãi ra, chúng ta nhấc lên, chúng ta chẽ choãi ra, xong chúng ta khóa nó vào. Tuy nhiên với cái cách khóa này nó chỉ khóa bởi ba nấc thôi, có ba nấc khóa thôi chứ nó không cho chúng ta tùy chỉnh cái góc độ để khóa, nó cũng hơi tiếc rồi đấy. Đây là cái khóa nấc thứ ba, là cái khóa choãi nhất này. Thì với cái nấc này thì các bạn có thể là đặt chụp và quay ở tầng thấp, bởi vì cái chân nó choãi ra nhất thì nó sẽ quay ở cái góc độ thấp này thôi. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp với cái chân này. Rồi, các bạn muốn mở cái chân này ra thì đây nó có ba cái đốt này. Đấy, ba cái đốt này, ba cái ốc vặn này. Ba cái ốc vặn này cũng bằng kim loại các bạn nhé. Các bạn chỉ cầm tay các bạn vặn. Đấy, vặn nó ra, xong các bạn rút nó ra. Đó là ba cái đốt này nó sẽ tự chạy ra và chúng ta sẽ khóa đốt, vặn chặt nó vào là nó sẽ khóa đốt. Với cái cách này thì nhiều bạn có thể là chưa quen thì cảm giác nó lâu, nhưng mà mình thấy cách này nó hiện đại mà thích hơn nhiều. Các bạn cầm vặn ra. Ok. Vặn ra, ok. Rồi, sau khi mà khóa xong thì các bạn sẽ điều chỉnh cái góc choãi của chân làm sao cho nó phù hợp, xong chúng ta khóa cái đốt ở chân vào là ok. Rồi, các bạn còn muốn cao hơn thì các bạn chỉ cần ở đây nó có hai đốt này, các bạn mở cái góc này ra, đẩy nó lên. Đấy, xong rồi chốt khóa nó vào. Khá chắc chắn luôn. Đó, các bạn thấy không? Và nó cao hơn so với cái chân cũ này khá nhiều luôn. Cái này nó phải cao khoảng tầm mét rưỡi đấy, khoảng mét tư đến mét rưỡi, còn cái này chắc chỉ tầm được mét mét một mét hai thôi. Và đây, nếu các bạn mà muốn lắp các cái máy ảnh, các bạn chỉ cần vặn cái chốt này ra này, đó, bạn lấy cái này ra và các bạn sẽ lắp máy ảnh vào. Đây, mình có một cái máy đây, ở đây nó sẽ có một cái ốc 1/4 các bạn nhé, các bạn sẽ lắp nó vào, rất tiện đúng không ạ? Ok, các bạn siết chặt vào nhá để cho tránh rơi nhá. Sau đó là cái này nó làm cái ngàm. Đây, ở đây nó sẽ có cái ngàm, các bạn sẽ đặt nó vào thôi. Đây cái ngàm, để cho mình hạ nó thấp xuống các bạn nhìn nó dễ hơn. Thông thường chúng ta quay hoặc là chụp ấy, thì chúng ta cũng chỉ để ở cái ngang ngực của mình thôi là tốt nhất. Chứ chúng ta không nên để ở cái ngang mặt, tùy theo góc quay mà chúng ta có để, nhưng mà thông thường là mọi người hay để cái ngang ngực là đẹp. Cái khung hình là đẹp nhất. Rồi, với cái ngàm này là cái ngàm tháo nhanh này. Ở đây nó sẽ có một con ốc này các bạn này. Đấy, các bạn chỉ cần đặt nó vào đây. Đấy, khớp nó vào, đặt nó xuống, xong bắt đầu chúng ta sẽ vặn con ốc này vào thôi là nó sẽ kẹp chặt cái ngàm đấy rồi. Và cái máy ảnh của chúng ta
cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó rất chi là chắc chắn luôn. Và có một cái điều đặc biệt ở cái con QD98 này, nó là cái đầu, cái đầu này là đầu dầu các bạn nhá. Đầu dầu là gì? Đầu dầu có nghĩa là như thế này đây các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy quay ngang ấy, nó mượt không? Nó rất chi là đều. Có nghĩa là ở đây nó sẽ có một cái dạng thủy lực ở bên trong này. Và khi mà chúng tôi quay ấy, kể cả chúng ta đẩy mạnh như này thì cái góc quay của chúng ta nó không một phát là nó lia mạnh đi, mà nó lia một cách từ từ thôi. Thì đấy là cái đầu dầu. Và khi mà nó lia như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình ảnh nó mượt hơn rất nhiều. Đây là góc lia ngang này, đấy, cũng đều có đầu dầu này. Còn góc lia dọc thì cũng có đầu dầu. Các bạn mở cái chốt này lên. Đó, chúng ta lia này. Đó, nó rất chi là êm luôn nhé. Nó lia một cách từ từ. Nếu mà các bạn không có đầu dầu thì nó sẽ hình ảnh của chúng ta nó cứ khực 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 khi mà chúng ta lia máy. Và khi mà chúng ta đến một cái góc độ nó, chúng ta khóa chốt này vào, thế là nó chắc chắn luôn. Và cái này nó cũng có một cái hay, và chúng ta có thể lật dọc cái máy ảnh được bằng cách chốt như này. Đấy, các bạn mở cái chốt này ra. Đó, chúng ta lật này. Đấy, lật dọc như thế này. Các bạn thấy không? Sau đó chúng ta khóa cái chốt nó vào. Thế là chúng ta có thể là quay hoặc chụp mà theo cái chiều dọc. Và nhất là chúng ta quay lên TikTok ấy, thì chúng ta theo chiều dọc này rất hay. Và mình thích ở cái lật như này. Đó là các bạn mở cái chốt này ra, xong các bạn có thể là điều chỉnh một cái góc độ nào đó tùy thích. Đó. Đây, ví dụ hơi chiều chéo như này. Nó rất chi là tiện. Và tất cả ở đây nó đều có một cái chấm đi vô. Ở đây này, chỗ này nó có một cái chấm đi vô này. Đó. Và ở cái ốc này, ốc này nó cũng có một cái chấm đi vô. Mục đích là để chúng ta cân chỉnh cái chân máy làm sao cho nó nằm ngang so với mặt đất nhất. Nó rất chi là tiện. Khi mà chúng ta chỉnh xong rồi, chúng ta chỉ cần khóa hết các cái chốt này vào là chúng ta có thể là chỉ lia ngang thôi. Và cái chốt lia ngang chúng ta cũng có một cái chốt đây để chúng ta vặn chặt này. Đó, nó rất là tiện và nó sẽ khóa lại. Chúng ta sẽ không thể xoay được nữa. Chốt vào, khóa này là nó không xoay. Và các bạn nhìn thấy nó chắc chắn hơn rất nhiều. Và mình rất thích cái đầu quay mà nó có cái đầu dầu như này. Với cái giá dưới 1 triệu chân máy toàn bộ bằng kim loại, đầu dầu cực kỳ ok luôn. Còn nếu như mà các bạn có một cái đầu dầu khác xịn hơn, hoặc là chúng ta chuyển sang cái đầu ô, đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vặn cái đầu này ra. Đó, vặn cái đầu này ra khỏi cái chân này là chúng ta thay cái đầu khác. Nó rất chi là tiện thôi. Nó rất chi là đơn giản và tiện dụng. Đó, các bạn bỏ cái đầu này đi, các bạn thay đầu khác, vặn vào cái ông này là ok. Là chúng ta có thể chuyển sang cái đầu khác, nó rất tiện luôn. Còn nếu như mà các bạn mà muốn sử dụng cái chân tripod này thành một cái chân mono, có nghĩa là một cái chân, cái gậy tự sướng ấy, đơn giản thôi. Ở đây, ba cái chân này thì các bạn nhìn thấy có hai cái chân nó có cái mút đệm này để chúng ta cầm. Còn một cái chân nó không có và nó có đánh dấu màu vàng này, chứ là cái chân chúng ta có thể tháo ra được. Cái này gọi là chân giữa ấy. Đó, các bạn tháo nó ra như này. Rồi, ok chưa? Và chúng ta chỉ cần lắp vào cái đầu bô của chúng ta. Đấy, cái đầu dầu của chúng ta. Chúng ta lắp như này. Thế là chúng ta đã có một cái gậy tự sướng rồi. Ngon không? Đứng đây. Rất chi là tiện dụng luôn. Còn nếu như cái gậy này vẫn còn ngắn thì đây, các bạn sẽ dùng cái này. Và các bạn sẽ mở cái ốc ở phía dưới này ra. Các bạn mở đây. Ok, bỏ cái này đi. Sau đó các bạn vặn cái ốc này ra, các bạn rút cái này lên. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp nó lại cái này. Chúng ta sẽ bỏ cái đầu quay này ra đã. Chúng ta vặn cái ốc này vào đây. Các bạn thấy chưa? Nó đã dài lên chưa? Cái chân đã dài lên rồi. Đây, vặn cái đầu dầu vào. Ok, các bạn nhìn thấy nó cao lên chưa? Cao lên chưa? Cần thì rút thêm một chút nữa. Đây. Đấy. Cao thoải mái con gà mái chưa? Các bạn thấy không? Cao gần bằng đầu người. Cái này cao phải tầm 1,5 m đến 1,6 m rồi đấy. Thoải mái chưa? Ok. Còn nếu như mà các bạn đặt cái chân này ở các cái vị trí đất mà nó không được chắc chắn cho lắm, hoặc là chúng ta có thể đẩy cao cái đầu này lên. Đấy, đẩy cao lên mà gió hoặc là không chắc chắn thì đơn giản thôi. Ở dưới này, các bạn nhìn thấy ở dưới này nó sẽ có một cái móc này. Đấy, cái móc này. Thì các bạn sẽ dùng cái móc này, các bạn sẽ dùng một cái vật nặng, các bạn treo cái móc này để cho nó sẽ giữ chặt cái chân này xuống dưới này.
thì yên tâm các bạn nhé. Còn đối với các bạn mà muốn sử dụng điện thoại để quay thì đơn giản chúng ta sẽ cần thêm một cái kẹp điện thoại như thế này thôi là ok. Đây, các bạn sẽ dùng cái kẹp điện thoại này, các bạn sẽ vặn vào cái đế kẹp nhanh. Ok, bây giờ mình chỉ cần kẹp cái điện thoại nó vào là chúng ta có thể là quay phim chụp ảnh được rồi. Thì với cái điện thoại thì cái chân này thoải mái luôn nhá. Chân này quá chắc chắn cho điện thoại rồi. Rất chi là ok luôn. Rồi, còn khi mà chúng ta gập gọn lại thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vặn từng cái ốc này ra, các bạn đẩy nó vào. Xong các bạn cầm ba cái ốc này, các bạn vặn một phát vào để nó siết vào. Tương tự vậy, các chân khác cũng vậy. Các bạn đẩy nó vào, rất chi là tiện đúng không? Đó. Nếu các bạn đã thao tác quen rồi thì mình thấy là các cái thao tác này nó cũng khá nhanh, chứ nó không hề mất thời gian một chút nào đâu. Rồi, thì các bạn gập thì các bạn có thể là gập như thế này cũng được, gập cho nhanh. Đấy, đẩy nó xuống như này để cho nó nhanh cũng được. Đấy, vặn kẹp nó xuống như này, thế là nó sẽ gọn gàng. Và cái túi mà mình nói lúc đầu ấy thì nó như thế này. Nếu như các bạn nào mà đeo thắt lưng ấy thì các bạn sẽ bóc cái này ra, các bạn sẽ luồn cái này vào cái thắt lưng của bạn. Đó, thì ở cái túi này nó sẽ có cái lỗ này, các bạn sẽ lấy một cái chân, các bạn chọc vào cái lỗ này. Và các bạn sẽ đặt vào thắt lưng như này. Thì các bạn có thể là đi rất chi là tiện đúng không? Thế đây cái công dụng của cái túi này là như vậy. Với cái lắp như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái chiều cao của nó sẽ hơi cao. Đó, và các bạn bỏ vào trong cái túi đồ túi đeo của nó ấy, thì nó có thể là hơi kích. Nhưng để lắp đúng ấy, thì các bạn sẽ phải lật ngược cái chân này lên. Thì nó như thế này, các bạn sẽ phải vặn cái này ra để các bạn đẩy cái chốt này lên. Đó, đẩy hết cái chốt dưới này lên. Sau đó các bạn lật ngược cái chân này lên. Để lật ngược lên thì các bạn sẽ gạt hết các cái cần này ra để chúng ta lật nó lên. Đó, lật nó lên như này. Ok, sau khi lật lên thì các bạn sẽ đẩy cái dưới, đẩy cái đầu trên xuống là ok. Như cái này, đây như này là đã gấp gọn rồi đấy. Cái này nó sẽ gấp gọn hơn rất nhiều. Đây thì sau khi các bạn gấp gọn lại ấy, thì thực tế nó cao hơn so với cái tripod cũ của mình. Ở đây nó rơi vào khoảng gần 8 phân. Đó, khoảng 7 phân. Và theo như công bố của nhà sản xuất ấy, thì cái này nó khi mà gấp gọn như này thì nó dài khoảng 40 phân. Đấy, 40 phân các bạn nhé. Thì thực ra là mình cũng thấy nó rất chi là nhỏ gọn. Và các bạn sẽ bỏ vào trong cái túi của chúng ta. Đấy, bỏ cái túi mà hãng cho ấy, nó sẽ rất chi là vừa này. Đó, các bạn thấy không? Và nó còn thừa ra một cái khoảng ở phía trên này nữa này, để chúng ta có thể đựng thêm vào. Như thế là gấp đúng cách các bạn nhé. Và chúng ta có thể là mang đi thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.